xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo size nón bảo hiểm. Các bạn cũng biết là chọn size nón bảo hiểm rất là quan trọng. Nếu mà mình chọn size nó quá nhỏ thì nó sẽ làm máu huyết không lưu thông, đội nó rất là khó chịu. Và nếu mà bạn chọn size nó quá rộng á thì nó sẽ làm cho nó bị sộc sệt khi mà mình di chuyển. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo size bằng thước dây. Đây là sợi thước dây của mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn đo size trên đầu của bạn nữ. Con quanh trán như thế này sẽ ra được số size của vòng đầu của bạn nữ. Thì cái size của bạn nữ ở đây á là đó là 55.5. Đối với các dòng nón như là nón 3/4 bulldog thì bạn nên chọn size L. Còn đối với những dòng nón mà nó ôm hơn á thì bạn nên chọn size M. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ thử cho chiếc nón bulldog để cho bạn nữ thử. Đây là size L. Dùng sát vậy nhé. Khi đội chiếc nón 3/4 lên á thì các bạn phải cài quai lại sát lại. Đối với những trường hợp như thế này á, bạn nên cài sát lại một chút xíu nữa, miễn sao là đừng quá chật hoặc đừng quá rộng, nó vừa đủ là được rồi. Khi đội lên lần đầu tiên thì các bạn sẽ có cảm giác là nó sẽ hơi bó vào bên má như thế này, nhưng mà thời gian ban đầu á, bạn đội hai lớp bút này nó sẽ giãn ra do tác ở đồng mồ hôi nó thấm vào. Như thế này mình không gọi là chật, như thế này mình gọi nó là vừa sai. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc nón size XL cho bạn nữ thử để cho các bạn thấy được cái sự rộng của nó như thế nào. Khi bạn nữ đội lên á thì sẽ thử siết lại, lắc mạnh đầu. Các bạn khi mà các bạn để ý là khi các bạn nữ lắc mạnh đầu á thì cái nón nó bị rất là sộc sộc. Có nghĩa là khi các bạn đi những thời tiết như là thời tiết mưa gió hoặc là những lúc mà gió nó thổi á thì cái nón của mình nó sẽ không có đảm bảo, không có bảo vệ được chính xác cái vòng đầu của mình. Chứ mình ngã xuống thì cái nón nó không có hấp thu được cái xung động. Tốt nhất size đầu của bạn nữ này nên chọn size L là vừa size, còn size XL là size quá rộng. Thì đối với những dòng nón full face, mình ví dụ như là nón full face Yohi, mã Yohi này là Yohi 967 và cái size nón này là size M, mình sẽ cho bạn nữ đội thử. Rồi, banh hai cái này ra. Khi đội lên thì các bạn phải banh hai cái này ra, chứ đừng có đội từ trên xuống dưới. Rồi, khi lần đầu tiên bạn đội á thì nó sẽ có một cái cảm giác là nó sẽ hơi bó hai bên má nó sẽ gò lên. Đây là cái cảm giác là bình thường nha. Tại vì khi đội một thời gian á, lớp nước này nó sẽ xẹp lại do mồ hôi của mình thấm vào như mình đã trình bày ngay từ lúc ban đầu. Còn nếu mà cái nón mà nó không có xẹp, không có bó má như thế này á, là khi mà bạn lắc qua lắc lại hoặc các bạn mà ngã xuống á thì nó không có đảm bảo. Và bây giờ mình sẽ sử dụng những cái phương pháp sau để mình test size. Mình lấy một cái ngón tay và mình trỏ lên trán như thế này. Nếu mà nó vừa vào được một khoảng như thế này là vừa size. Còn nếu mà nó không vào được có nghĩa là nó chật. Còn nếu mà nó vào được nguyên cả một cái ngón tay như thế này á là rộng. Cái nguyên tắc chỉ cơ bản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thử siết lại, siết quay lại. Và bây giờ mình sẽ thử lắc thử cho các bạn xem. Lắc đi. Các bạn để ý khi mà bạn nữ lắc á thì cái nón không có rung lắc, cũng không có bị sộc sệt. Rồi lắc lên lắc xuống. Các bạn để ý nó vừa size. Thì cái nón này là nón size M, nó sẽ phù hợp cho vòng đầu từ 54 cho tới 56cm. Những size L thì phù hợp từ 57 cho tới 59. Còn size XL thì từ 59 trở lên. Như thế này mình gọi nó là đúng size, các bạn để ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.